Chào tất cả các bạn, mình tên là Hảo Hảo. Mình là chủ cửa hàng thương hiệu Laro. Mình rất là vui khi được lời mời và tham gia chương trình Antona 2019. Thì mình đang tất bật làm một bộ trang phục với thiết kế đó là đôi cánh thiên thần. Mình lấy từ trong một câu chuyện cổ tích. Thì nó là một cái câu chuyện, đó là một thiên thần. Thì mình sẽ là không phải làm một cái cánh thiên thần nữa, mà mình sẽ làm một vị thần trong một cái tác phẩm này. Đòi hỏi phải có một cái kỹ thuật là khéo léo và nhanh nhẹn. Nhất là mình phải có sáng tạo, luôn luôn sáng tạo trong đầu của mình. Không phải nhất thiết là mình phải theo một cái khuôn khổ nào đó, mà mình làm đó là mình theo cái suy nghĩ và mình theo cái tinh thần làm việc của mình. Đó là mình biết qua cái chương trình Angel Night này, là qua cái mạng xã hội, thì mình thấy rất là thích và cảm giác như là mình muốn làm một cái gì đó để trong cái chương trình này, nên là mình quyết định là mình tham gia. Thì mình làm cái khung này là một cái khung để cho nó có một cái sườn để mình gắn hoa vào lên. Thì cái màu áo này là cái màu áo màu hồng phấn. Mình sẽ làm hoa dạng như tông màu pastel. Mình sẽ điểm hoa nhẹ đến váy áo, thắt lưng với lại cho cánh ở trên này. Mình sẽ dùng thứ nhất là hoa hồng pastel, thứ hai là thực dược, thứ ba là lan phụ nữ, thứ tư là lan lúa. Thì mình sẽ dùng cái baby để điểm nhẹ lên, làm cho cái áo nó bay bổng hơn. Thứ nhất là mình sẽ dùng là ống thí nghiệm. Đó là mình sẽ để nước lên và cắm hoa lên trên ống thí nghiệm đó. Ống thí nghiệm sẽ giữ nước cho hoa được tươi. Thứ hai là mình sẽ dùng keo lạnh trong cái format mà của trong ngành hoa. Thì cái chất đó sẽ dùng được trong 3 ngày nếu mà mình đính lên. Đây là lần đầu tiên Hảo tham gia chương trình Antona 2019. Hảo rất là lo lắng khi mà được tham gia chương trình này. Và không biết là mình có làm tròn được cái trách nhiệm không, nhưng mà Hảo tin rằng Hảo sẽ làm hết sức có thể. Và Hảo xin chúc cho chương trình có một show diễn thật là hoành tráng. Chúc các nhà thiết kế có một cái đêm diễn thành công, tốt đẹp. Xin cảm ơn.